Rồi, ok, chào tất cả anh em đang xem live nha. Thì bắt đầu cuộc chiến tiếp tục thôi anh em ơi. Thì hôm nay mình live stream hơi trễ nên anh em cũng thông cảm vì mình có công việc đột xuất anh em ơi. Thì hôm nay live trễ nửa tiếng đồng hồ. Thì mong anh em cũng thông cảm cho mình. Thì mình cũng có công chuyện nên cũng chưa có like sớm được, thì mong anh em thông cảm cho mình anh em ơi. Rồi anh em có vô chơi thì vô chơi nha anh em ơi. Thì anh em nào vô chơi thì tạo phòng chơi anh em ơi. Thì phòng 335785 anh em. Ok. 335785 anh em ơi. Thì anh em nào có vô thì vô chơi cùng mình anh em ơi. Gớt xuống tin anh rồi vô hả? Dễ gì anh, dễ gì gớt xuống cân. Anh dễ gì gớt. Thì hôm bữa nào rảnh thì đi xuống với anh chơi. Có đi làm không? Không có đi làm thì đi xuống với anh chơi nghỉ ơi. Rồi chưa anh em ơi, vô vô cho tạo thêm năm chơi anh em ơi. Thì mình chơi vui là chính mà. Thì mời chiến tướng vô chơi ơi. Thì bữa nào cưng xuống thì cưng rủ anh. Thì phòng 899223. 899223 anh em ơi. Thì hôm nay cũng có cái anh bạn được cái gì chiến tướng đồ vô chơi nè, không biết hôm nay chơi như thế nào đây nữa. Để mình mời kênh thế giới vô chơi nè em ơi. Thì phòng 899223 anh em. Thì anh em có nào vô chơi thì vô phòng 889 899223 anh em ơi. 899223 anh em. Thì chào mấy anh em đang xem live nha. Thì có cái ông chiến tướng này, ông vô sao mà vô không được đây nè. Rồi ok. Thì phòng 899223 anh em ơi. Phòng 899223. Phòng 899223 anh em ơi. Kênh thế giới mời nãy giờ cũng không chưa ai vô đây nè. Thì có cái ông nội, ông chiến tướng này, ông vô đây, ông mình ở đây rồi tin anh vô cũng không được luôn. Thì cao thủ mới chơi được anh em ơi. Thiệt là khổ luôn. Thì 899223 anh em ơi.
Rồi còn thiếu hai người nữa anh em, thì phòng 899223. Rồi có anh em nào vô chưa anh em ơi? 899223. 899223 anh em ơi. Thì có anh em nào vô chưa? Thiệt là khó khăn luôn anh em ơi, cái gì đâu mà nãy giờ cũng chưa có ai vô đây nè. Phòng 899223 anh em ơi. Thì tin anh đấu không được nha. Tám chín chín hai hai ba anh em ơi. Lấy nick khác đi bạn ơi. Rồi 899 223 anh em ơi. Tám chín chín hai hai ba. Thì có anh em nào vô thì vô anh em ơi, 899223 anh em ơi. Có anh em nào vô chưa? Thì phòng 899223 anh em. Phòng 899223. Trời ơi, vô cái gì đâu mà nãy giờ chưa có ai vô được hết trơn vậy. Rồi còn một bạn nữa anh em ơi, một bạn nữa. Thì phòng 899223. Chưa có còn một người nữa mà nãy giờ chưa ai vô hết trơn đây mà. Phòng 899223 anh em ơi. Thì anh em nào có vô thì vô phòng 899223 quýnh anh em ơi. Khổ thân thua quá vậy. Rồi phòng 899223 anh em. Khổ thiệt. Trời ơi, dữ lắm, lâu rồi mới có con người vô chơi. Rồi vô chiến đầu tiên thôi, thì hôm nay mình like nó trễ anh em ơi, cũng rất là khó khăn. Thì
anh em có vô chơi thì đợi xong trận này mới vô được nghe anh em ơi. Thiệt là khổ quá trời. Thì cái ông chiến tướng ông nằm một đống ở đó rồi mà không có mà vô được. Thì mình đi mít đi anh em ơi. Thì trận đầu tiên thì mình đi mít đi. Thì cái ông chiến tướng này ông vô đây tin anh đấu được đâu được. Rồi, rồi sao quýnh này đổi thành cảnh đi. Thì trận đầu tiên không biết chơi như thế nào đây. Thì mình cũng cố gắng gánh mấy anh em chơi tinh anh em ơi. Thì có hai người tinh anh thì mình với các bạn Gitter thì cao thủ, còn bạn cờ gách á, thì tinh anh không biết tinh anh mấy đây. Thì chúc anh em xem live vui vẻ. Thì gần tới Giáng sinh rồi anh em ơi, thì hôm qua nó cập nhật Giáng sinh quá nhiều rồi. Thì anh em nào có vô chơi thì vô lấy quà Giáng sinh nha anh em ơi. Thì trận đầu tiên mình nhường cho đồng đội đi gần đi, mình đi mid rồi. Cái giao diện Giáng sinh rất là đẹp luôn anh em ơi, đó quà cũng rất là nhiều, quà quá trời nhiều luôn anh em ơi. Thì cái giao diện của cái mùa Giáng sinh này rất là đẹp luôn. Thì anh em nào chưa có vô chơi thì vô chơi cho biết anh em ơi, cái mùa Giáng sinh rất là đẹp luôn. Cái gì đâu, cái bà Natalia này bà làm cái gì vậy ta? Ok, xong xong rồi thì xong trận này rồi mình chờ anh em vô chơi. Bẫy tôi chết tôi rồi. Trời ơi. Vô cái gì anh làm mưa làm gió hoài luôn á, kiểu này sao được rồi. Cái quy của ông bà Len chết ngắt rồi. Gánh gánh tột quần luôn anh em ơi, gánh cái kiểu gì đâu. Nè không biết sao gánh nổi đây nè. Có bạn ơi thì
Thì ngày nào cũng like hết, thì mới hôm nay mới có like cái trận đầu tiên hả. Thì hôm nay like hơi trễ. Nha, cà chua. Thủ lại đi anh em ơi, thủ lại đi. Con Natalia này nó có chiều cũng rất là ức chế luôn. Thì cái con Ajinka này nó đi đơn lẻ thì nó cũng đi cũng không được luôn anh em ơi. Thì đi đơn lẻ chỉ có cái con chỉ có con Vega đầu tu len đầu này kia thì gáp đầu đi đơn lẻ là được. Trời ơi, không có ai hết trơn, ông nội tôi ông hút cái gì vậy ta ơi. Rồi nó đẩy ra luôn, giết chết nó luôn đi. Ông hút ông kéo mà tùm lum tùm la hết trơn, khổ thân tôi quá. Bây giờ vô chết hết hai mạng rồi, lấy quà anh em ơi. Chết hai mạng với quà quá trời luôn. Thì cái trận này không thua nha anh em ơi. Thấy gì chứ cũng không thua đâu. Thì cái bên đây thủ là ok rồi. Đừng có hổ báo có chồng rồi, hổ báo có chồng chết hết trơn luôn. Đẩy đi đâu vậy bạn? Bạn hổ báo nè. Hổ báo nè. Lên dĩa. Trời ơi, ông AD tôi không quýnh cái kiểu gì đâu, không có hiểu luôn ông AD ơi. Chết tôi rồi thiệt tình chứ. Gánh cái kiểu này tột quần luôn chứ không chơi đâu đó. Rồi đâu mất tiêu hết trơn rồi. Trời ơi, khổ thân tôi thiệt chứ. Cái gì đâu gần mà không có qua tiếp gì trơn vậy trời. Thì đi đâu tùm lum tùm la cho ăn chết tôi luôn rồi. Trời ơi trời, đi ganh cũng không biết ganh nữa, chết rồi. Cái gì đâu mà AD vô 1-4 rồi. Vì phép mạng cho một đống rồi gì sao chơi. Giờ lên cao kìa. Chết luôn rồi. Thiệt là tình chứ. Sao mà cứu nổi. Trời ơi thiệt tình chứ. Chết tôi luôn rồi. Làm mưa làm gió hoài vậy mấy ba. Cái gì vậy? Trời ơi, cái gì vậy trời? Khổ thân tôi quá vậy. Ok, thì anh em nào có chưa có đăng ký kênh ủng hộ giúp mình anh em ơi. Cái gì đâu mà quýnh trời ơi, AD nó quýnh rồi kìa. Thôi thiệt, mình có cái bùa chuyển sinh mà mình không có chuyển sinh anh em ơi, mình để dành. Vô chết ba mạng rồi. Chơi với mấy ông kim cương này quải quá anh em ơi. Trời ơi trời, ông gần tôi không biết chơi.
bị cho đè ép hoài luôn. Thấy rõ ràng là AD với gần có biết chơi đâu, nó không ganh luôn suốt mùa thu luôn rồi, không ganh luôn rồi AD gì mà nó chơi nó bắn cái kiểu gì đâu rồi. Vậy sao mà chơi đây? Nào vô đây. Kìa nó đánh rồi kìa. Chết rồi. Nó ép từ đầu tới cuối luôn, ép cái bằng kinh khủng quá. Chịu thiệt chứ. Thôi chịu rồi, chịu cái chịu rồi. Chịu cái tem rồi anh em ơi. Thì trận đầu tiên mà quýnh cái kiểu này đây là chết luôn rồi. Không thể nào mà không thể nào để tả nổi cái ganh này hết trơn. Chết tôi luôn. Ma lót này thì nó cái con ma lót này nó tào lao học dưa rồi. Thì cũng đỡ một phần nào. Thì tết của nó thì cũng là quýnh nó cũng hơi yếu rồi anh em ơi. Thì chào mấy anh em đang xem live nha. Thì trận này trận đầu tiên của mình trận đầu tiên của mình thì hôm nay cũng live hơi trễ anh em ơi, tại mưa gió quá. Cái ông William tôi ổng đi gần ổng không biết chơi rồi. Thì cái ông nội ông AD tôi cũng không biết chơi luôn. Rồi sao mà chơi được. Thấy không? Khổ thiệt chứ. Thì chỉ có cái con Gip thôi. Thì nó quýnh cũng được đi. Chịu luôn. Nhìn bảng tỷ số 05 1318. Ông nội gần tôi 24. Trời ơi trời, để ông Kim Cương tôi không đi gần. Đi cái kiểu này là chết hết trơn. Sao hết trơn rồi. Mắt sao tùm lum tùm la hết trơn rồi. Rồi khổ quá trời khổ luôn. Chưa thua anh em ơi. Rồi anh chị mới thua nè. Rồi tem này tem lộn xộn hết trơn rồi. Mắc sao hết trơn rồi anh em ơi. Thì người ta nói đầu xuôi đuôi lọt, mà đầu không có xuôi thì sao đuôi lọt được. Thì không lẽ giờ mình like mà anh em không có vô sao? Thiệt tình nhé, không lẽ không cho chơi thì
không? Rồi phòng 899 223 nè mai, cái ông nội ông Châu gác bếp này ông làm cái gì đâu, ông vô ông chơi gì tùm lum tùm la hết trơn, ông đánh không có hiểu nổi luôn anh em ơi. Thì phòng 899 223 quýnh gì đi tùm lum tùm la hết trơn, quýnh không hiểu nổi luôn. 899223 anh em ơi, anh em nào có vô chơi thì vô anh em ơi, đưa ông năm văn vip này vô ông quýnh còn còn được hơn cái ông nội ông đi ra đây giọng quýnh thì tùm lum tùm la hết trơn không hiểu luôn. Trời ơi thiệt tình nó khổ gì đâu, nó khổ anh em ơi, nó khổ quá trời khổ luôn. Trận đầu tiên mà thua kiểu này rồi lấy cái gì đâu mà chơi. Tại vì đi trên năm gì mà người ta đi trên năm thấy ngon quá, mình đi trên năm gì đâu mà thiệt tình chứ nó khổ á. Rồi cho ông đi kia cà rốt luôn. Giúp chọn luôn, mình giúp chọn luôn. Rồi ai chọn con gì lên nè. Mình chơi cái con manga đi anh em ơi. Không đừng giống như thằng kia mà thay thế thằng kia nữa nghe anh em. Trời ơi là trời. Bật nhạc không được luôn. Bật nhạc đâu có được đâu. Cái này đâu có biết bật nhạc làm sao. Rồi trận này mình đấu cái con manga thì trận sau mình quýnh ngộ không anh em ơi, mình ngứa tay nó mà mình nôn hết trơn anh em. Thì mình nôn hết trơn, mình ngứa cái tay cái chân quá trời quá đất rồi, mình ngứa quánh ngộ không quá rồi. Thì trận này trận thứ hai đây coi tem mình nó quýnh làm sao đây. Thì có cái con Agum nó cũng rất là mạnh. Nhưng mà bên tem nó thì đấu sĩ thì cái con manga này nó ưa thích lắm anh em ơi. Thì bắt đầu trận đấu thôi, thì quà sinh nhật thì ở trong đây đầy luôn anh em ơi. Quà Giáng sinh thì quá nhiều luôn. Trời ơi quá trời nhiều quà Giáng sinh luôn.
Thì anh em nào có vô lấy thì vô lấy đi anh em ơi, quá cho nhiều rồi. Thì mình qua mình cấp bùa nữa nè. Tính qua cấp bùa mà cái con con agum nữa qua làm mưa làm gió hoài chết à. Về à, về nghe anh em ơi, đấy nó tiễn mình về tới đàn luôn à. Đó, thấy không, gấu nó qua luôn kìa, kia gót về, kia gót đây, kệ nó đi, mắc một hai con bùa lẻ đó nhậm gì. Đâu có dễ mà qua đây làm mưa làm gió. Trời ơi, vậy mà nó cóp được cái con bùa xanh á. Ủa, bùa đó anh em. Rồi chết rồi. Ở đâu mà nó lù ra, nó núp lùm luôn. Ok. Cái gì vậy ta? Khổ quá vậy. Rồi banh cái trụ không? Nó ăn mẹ nó, cái con bùa nó qua nó ấy bùa chứ đâu có muốn ăn đâu. Trời ơi, nó giỡn với mình kìa. Nó giỡn với mình, mấy thằng này nó giỡn với mình anh em ơi. Nó giỡn mặt. Thì đâu phải chuyện đơn giản mà bạn muốn ăn mình thì ăn đâu anh em. Trời ơi, mình là con manga mà. Nó làm gì đó, làm mưa làm gió hoài đây. PC nó làm gì đây? Chết luôn rồi kìa, nó thấy cái chiêu rất là nhanh luôn. Trời ơi, nó hắt tung cái con kia cà gót lên rồi kìa. Lữ bố mà đấu không lại cái con gấu luôn. Rồi nó cắn cái con AD rồi. Về đây, về đây. Rồi banh trụ luôn rồi. Trụ bọn gì banh chành té bẻ hết trơn rồi.
Ông kia kìa gót tôi nãy giờ ông đi gần mà ông không có ganh được cái gì luôn. Cái con chi chi này hát tung, nó thả bóm rồi ghê vậy. Trời ơi, thôi ông ơi. Thôi ông ơi. Nó cắn rồi nó thảy bóm rồi tùm lum tùm la cho ăn thiệt tình chứ. Vô phương cứu chữa vậy ta. Thì cái con Amelie thì nó đi gần anh em ơi. Thì cái mình đánh nãy giờ thì cũng hổ báo cáo chồng. Thì mình không có núp anh em ơi, mình chơi thẳng mặt luôn. Nó làm gì đây? Trời ơi, chưa gì hết trơn. Chưa gì hết trơn là biến hình rồi, chết luôn luôn nè. Trời ơi, tóc biến không thôi là chết nữa rồi anh em ơi. Chưa gì hết trơn là biến hình chi vậy? Chết hết trơn luôn rồi. Dôm mà anh em quýnh mà không có anh em quýnh mà không có canh canh đường thì giữ vị trí thì nó rất là phế anh em ơi. Biến hình. Trời ơi, lúc này không chịu biến hình, bị nó cắn nữa rồi. Thiệt tình chứ. Cái tem quýnh cái kiểu gì vậy ta? Bị cái con Agum này nó cắn hoài luôn á. Lên luôn, lên luôn. Đang mẹ nó cái con rồng rồi. Có cái con Agum này sao cay đắng với nó thiệt chứ. Trời ơi, ông tôi không biến hình không được ai vậy trời. Chết tôi rồi kìa. Chút xíu nó chết nữa rồi. À, không chết rồi kia bằng mẹ luôn. Trời
Trời ơi, trời nó nãy giờ nó làm mưa làm gió nãy giờ luôn á anh em ơi. Trời ơi, gì mà để cho con gấu nó ăn cái gì? Ăn bụi xanh luôn chứ đau quá chứ. Rồi nó cắn rồi kìa. Biến hình. Trời ơi trời. Hết chiêu cuối luôn rồi, John chết ngắt luôn. Chạy cái gì được mà chạy. Lủi đầu ra làm chi không biết nữa. Chịu luôn, chịu chịu chịu. Rồi nó cắn rồi kìa. Chết mày không? Mày ăn tao, tao cũng ăn mày lại chứ. Dễ gì mà để cho nó trốn thoát anh em. Trời ơi con kia chi. Rồi cái con kia gót vượt không lại luôn. Giết nó lữ bố. Thôi đừng có giết, đừng có gượt nó. Trời ơi. Rồi. Chết luôn. Trời ơi trời, đi quýnh cái gì mà quýnh cái con đi quýnh Agum. Chịu thiệt. Em này làm cái gì mà bị nó ép từ đầu mùa tới cuối mùa luôn, còn có một cái trụ một à. Cái gì tem này ta cũng đâu có thua gì nó đâu mà cái gì đâu mà quá yếu rồi. Trời ơi ông nội ơi ông nội. Cái gì đâu mà ông biến hình, cái gì đâu mà chưa gì hết trơn ông biến hình rồi. Chết hết trơn luôn. Rồi thua luôn. Nó cắn nó đấm nó đá thì thôi quá dữ rồi. Chịu không nổi luôn. Tem gì mà bị nó ép từ đầu mùa tới cuối mùa luôn. Rồi dần dần mắc sao luôn anh em ơi. Thiệt là khổ luôn quá. Cái gì đâu mà quýnh hai trận thua hết hai rồi. Còn ông nội ông nông dân VIP lữ bố này
nông dân bếp. Rồi cái còn cái ông gì, ông Đài Lăng Đặng này, ông vô quýnh chặn nữa thứ cây ăn á thua đây nè. Đài Lăng Thang gì nữa nè anh em ơi. Thì phòng 899 223 anh em ơi. Thì có anh em vô chơi không? 899 223 anh em. Thì phòng 899 223 rồi ok vô luôn. Đang trên 5 đây nè. Đang quýnh trên 5 mà. Thì nãy giờ sao không vô? Thôi trận này mình quýnh cái con ngộ không đi anh em ơi. Vô đi rồi chặn sao hết trận này vô quýnh chung luôn. Chứ hồi sớm bây giờ thì cũng thua không đây nè. Rồi có lên không? Không lên thì giúp chọn nè. Thì mình quýnh 60 tỷ lệ thắng là 60% mà còn gánh tem không nổi anh em ơi. Trời ơi, gì vô mà lai hai trận thua hết hai trận này rất là buồn luôn anh em ơi. Rồi vô trận đấu thôi anh em ơi. Trận đấu này thì mình cố gắng mình đánh thắng trận anh em ơi, thiệt là khổ luôn. Thì tem bạn nó cũng quá là dữ luôn rồi. Thì mình tính quýnh cái con ngộ không mà tem mình nó tranh gần nữa rồi, thì thôi nhường gần cho mấy bạn quýnh đi. Thì mắc sao thì mắc anh em ơi, cũng chơi vui là chính mà. Thì quýnh được bao nhiêu thì quýnh. Thì anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ giúp mình nha anh em ơi.
Thì kênh YouTube nó ra là được 1.000 người đăng ký và 4 triệu giờ xem mới được chính thức là thành viên của YouTube. Nên cũng chưa được 100 sub nữa anh em. Thì anh em ủng hộ mình, đăng ký kênh giùm mình nha anh em ơi. Rồi chào mấy anh em đang xem live nha anh em ơi. Thì có anh em nào vô chơi không? Rồi tên mình hôm nay không có cấm con Alistair rồi. Rồi chiến công đầu dành cho tên bạn luôn. Asu qua đây nè. Qua đây cướp gần đó Asu ơi. Thì anh em xem live thì chúc anh em xem buổi live vui vẻ nha anh em ơi. Thì mình cố gắng mình những cái tem này đi. Thì anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì ủng hộ giúp mình đi nha anh em ơi. Trời ơi trời hết trơn mẹ nó. Giết hết trơn đi thì mình cố gắng hy sinh để cho cái con AD nó xanh xanh chút xíu anh em ơi, mình không có còn cái miếng mana để quýnh phải còn mana thì tên bạn hồi nãy thì cũng không có giết được mình đâu. Đúng rồi. Ủa cái con ngộ không mới qua nó đập kình nó mất tiêu rồi. Thì nó trốn rất là nhanh luôn. Không có còn cái rồi chết ngắt cái con sụp bọt luôn. Tên năm nghỉ ơi.
lên trời chưa mày? Mấy này nó không biết chữ chết là gì nữa nè. Thôi đi về. Chơi tầm 8 luôn. Tầm 5 chơi thua thì chơi tầm 6. Nó chơi tầm 7 cũng được luôn. Rồi cái trụ tem giữa mất tiêu rồi. Trời ơi, gì mà không có chết cái con ngộ không luôn kìa, ảo vậy. Quá ảo rồi. Trụ bọng gì hè mà không chịu giữ thì chân chết. Top ơi, top. Top quýnh ra điều này là chết rồi, top ơi. Rồi ông Phoenix tụi ông quýnh kiểu này đây được không? Thì hồi nãy mình cầm cái con ngộ không thì quýnh cũng ok rồi, thiệt tình chứ. Ê, cái gì vậy trời ơi, ông ơi thiệt tình chứ, bị phục kích thiệt tình, chán đời cô lụ thiệt chứ. Chơi chơi quýnh lén. Cảnh nó có quýnh đâu. Nó quýnh chạy nhà đó nó nghĩ mất tiêu rồi. Quýnh nhát quá mà. Chơi mẹ đi. Chơi mà nhát quá thì chơi cái gì được anh em ơi, thiệt chứ. Chơi luôn. Trời ơi, nó ra nó đập ở đâu mà. Dám gờ gờ đâu, làm gì gờ gờ, trận này làm gì gờ gờ. Con Phoenix này nó không biết chơi mà nó tranh gần đây nè, chứ ông Năm Văn viết gì nè, ông chơi không gài đây, thấy ông chơi cũng được. Trận này ông quýnh gần cái kiểu này đây thì chết luôn này.
Trời ơi trời, nó ảo, đúng ảo luôn, vậy cũng chết luôn, đúng ảo thiệt chứ. Ô chịu rồi. Con AD nó quýnh con AD nó quýnh rất là hay anh em ơi. Rồi gần không chịu về luôn. Gần không chịu về luôn rồi. Điều này thì thua. Trời ơi, đúng ảo thiệt chứ. Ở đâu mà cái gì đâu mà xui dữ vậy ta. Rồi bị cái con ngộ không nó đập chết ngắt luôn. Ra đi ra đi, thì mình còn có một cái chuyển sinh một à, thì mình tính để dành anh em ơi. Mà để dành không được rồi. Rồi ông nội gần tôi quýnh kiểu này đi, quýnh này kiểu gì đâu, nó đưa đầu tôi chết không mà sao mà chơi được đây. Ông lũi đầu cho chết không à. Đúng là ganh kim cương thiệt chứ. Đăng ký rồi bạn ơi. Hôm qua mình xong rồi mình đăng ký rồi. Không chết cái con gì luôn. Đăng ký qua đăng ký lại thì cũng được nè bạn ơi. Ok. Thì quýnh cái gì đâu mà ba chặn thua hết ba chặn gì trời ơi trời, khổ thiệt chứ. Rồi đang tạo thêm 5 nè anh em ơi. Thì toàn là cao thủ đâu không mà quýnh cái gì đâu mà thiệt tình chứ chết tôi rồi. Thì phòng 899223 anh em ơi. 899223. Thì anh em nào vô phòng 899223 899223 thì anh em nào có vô thì vô phòng 899223 anh em ơi. Tám chín chín hai hai ba phòng 899223 anh em.
ủa cái ông nông dân quyết này làm cái gì mà ông uy tín ha? Còn có 85, chưa được 85% nữa đây nè. Rồi anh em nào có chơi không? 8993 anh em ơi. Tám chín chín hai hai ba thì anh em nào có chơi không vậy thì chơi thì vô chơi anh em ơi. Phòng 899223 anh em ơi. Cái gì đâu mà kỳ vậy? Thì các bạn nào nãy đòi vô chơi đâu mất tiêu rồi. Thì phòng 899223 anh em ơi, anh em nào có chơi không? Không chơi thì mình tạo thêm 3 chơi anh em ơi. Khổ quá vậy. Thì phòng 899223 rồi anh em nào có vô thì vô anh em ơi, phòng 899223 anh em ơi. Thì có anh em nào vô nữa không? Vô thì vô phòng 899223. Thì hôm nay mình livestream cái gì đâu mà kỳ quá anh em ơi. Phòng 899223 anh em nào có vô chơi không? Còn thiếu một người nè. Cái gì mà like 3 chặn, thua hết 3 chặn cái kiểu này đây. Chịu luôn thiệt tình chứ. Chào mấy anh em đang xem like nha. Mình ngứa quýnh ngộ không quá rồi anh em ơi. Trời ơi, anh em nào chọn thì mình giúp chọn này nè, chứ chọn ngộ không trước thì nó cấm cái gì su làm cái gì. Chọn con gì đó chọn đi anh em ơi. Rồi. Ôi thiệt tình chứ ngáo ngơi trên nghìn bơ. Thiệt tình chứ chán quá. Trời chán thiệt. Mấy thằng này nó ngáo. Đúng ngáo luôn á. Thiệt tình chứ chán thiệt. Hết muốn quýnh luôn. Đúng là game thiệt tình chứ. Quýnh bây giờ quýnh con gì bây giờ. Trời ơi trời, khổ thân tôi thiệt tình chứ. Cầu thủ không? Cầu
Cầu thủ chọn tướng thiệt tình tôi chán quá, chán rồi. Game gì hết muốn chơi luôn thiệt. Đi team 5 mà còn gì nữa. Thì chút xíu là đi team 3 hả anh em ơi. Không thôi quýnh mừng anh mình hả anh em ơi. Cái gì đâu mà đi quýnh chung, cái kiểu gì đâu mà ngộ thiệt chứ. Không nói ra lời luôn, chọn tướng cái kiểu này để quýnh cái gì. Đây thì mới mới quýnh lần đầu luôn. Không biết chết bao nhiêu mạng nữa đây nè. Trời ơi trời, di đu quá thì nó đi gần ông nội ơi. Tại bên kia thì di đu nó đi gần. Biết này, không biết nó chọn cái kiểu gì đâu mà thiệt. Chán quá, chán thiệt. Đu đi gần thì chỉnh cho nó cái đôi giày kiên cường đi. Quýnh không quýnh đứng nhắn tin. Mỹ Tú, thằng ở Mỹ Xuyên, ngài Mỹ Tho, rồi cái thằng cà gắt ở Mỹ Tho luôn. Cái gì vậy? Thì nào cấp bùa nữa rồi. Trời ơi, nó khổ thiệt chứ, sổ tôi quá trời khổ rồi. Đứng nhắn tin hồi mắc cái con bùa luôn. Mỹ Tú, Mỹ Xuyên. Trời ơi, nó khổ thiệt chứ. Thằng ở Mỹ Tú, Mỹ Xuyên rồi mắc con bùa luôn. Nó gợt cho bằng được con không quýnh nó cái nào luôn. Tem gì đâu mắt nó mù hay gì. Gần thì không dữ. Ở đó Mỹ Tú, Mỹ Xuyên. Thiệt là khổ luôn á. Cái con AD này chút xíu nó không có được chơi luôn nè.
Anh khôn quá trời, nó khôn. Đúng khôn luôn. Làm hát mát anh em. Chối lại. Rồi xong luôn. Giờ cố gắng ăn mấy cái con rồng để lấy ra thế cho tem chút đỉnh thôi, chứ nếu mà anh em không ăn rồng thì nó tem mình rất là yếu anh em ơi. Thì mình ngừa từ đầu rồi, thì AD với cái con support này thì mình ngừa từ đầu rồi anh em ơi. Biết kết quả nó ra làm sao rồi. Thì con AD này nó quýnh rất là khôn luôn. Khôn gì nó cũng chết mà.
Trời ơi, thiệt là khổ quá luôn. Giết nó, đục nó. Nóng thiệt. Mình vô live stream gì mà ba trận thua hết ba trận rồi. Mình nãy giờ mình nóng cái con AD dữ lắm, nóng rồi đó. Chết sạch xanh luôn. Ta đây nó quýnh cắt là tốt anh em ơi. Vô 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 đây nè. Rally.
Trời ơi, vô chiếc có một em một thì mình nóng cái con AD mình vô mình giết chứ mình đâu có vô cái pha đó nè. Trời ơi, cái con gì. Ôi. Con Omen làm cái gì vậy Omen ơi? Rồi mày chết mày rồi. Trời ơi, nó bắn trước luôn kìa. Ảo vậy. Trời ơi là trời, như vậy mình chết với con AD luôn thiệt tình chứ. Chưa từng thấy luôn anh em ơi. Rồi xong luôn. Nó ăn mẹ nó cái con rồng luôn rồi. Trời ơi, cái tem ơi là tem. Hai thằng ngu thiệt tình chứ không có AD với cái con support này nó ngu thiệt tình chứ mà ngu. Một là ăn cái con rồng thì ăn, còn hai thì thôi. Không bắt con AD được luôn. Trời ơi là trời. Không làm gì được luôn. Thua luôn. Rồi thua luôn. Trời ơi, quýnh người ta tan nát hết trơn luôn. Quýnh người ta kêu bằng lên bờ xuống ruộng hết trơn rồi, tem này thua luôn rồi anh em ơi. Rồi thua. Thì trận đấu thua rất là nhảm luôn. Thôi chịu rồi. Trời ơi là trời. Chết tôi. Quýnh không là quýnh là nhắn tin. Trời ơi trời, quýnh 4 chặng thua hết 4 chặng luôn. Chơi cái gì nữa mà chơi. Rồi xuống tinh anh luôn anh em ơi. Xuống tinh anh cho nó dễ quýnh. Khổ thiệt chứ.
lên tin anh luôn rồi. Quýnh hà lên tin anh luôn. Quýnh tùm lum tùm la cho ngày kiểu này chịu luôn rồi. Thì có anh em nào vô chơi không anh em ơi? Bữa nay cái nghề gì đâu mình không hiểu luôn. Thì không có ai mời được, không có ai mời được cái người nào mà chơi nữa hết trơn anh em ơi. Mời một người nữa các anh em. Hôm nay kêu bằng thua sắp mặt luôn. 4 trận thua hết 4 trận này. Đây Facebook không có được anh bạn ơi. Thằng này mình kiếm view đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi trận này mình quýnh cái con diêu anh em ơi. Rớt xuống ở dưới mà tinh anh một luôn rồi anh em ơi, thiệt tình chứ kéo anh em không nổi mình xuống luôn anh em ơi. Thiệt là khổ quá. Thì cái này cái con fan chip rồi tùm lum hết trơn rồi, tay ra rồi nó cũng rất là mạnh luôn anh em ơi. Bạn ơi, alo, chồng ơi, chồng. Alo. Con này nó cũng khó mà quýnh đây nè. Thì cái con fan chip thì nó cũng rất là trâu luôn. Taga cũng vậy anh em ơi. Alo bạn ơi. Alo bạn ơi. Con mẹ cây thế. Đánh đi, nó mất chiêu cuối rồi mà, đánh đi. Đánh chơi cái nó gì được, hết trơn. Hết trơn mẹ nó cái máu rồi, sao mà đánh. Cái gì đó, con fan chip nó đó hoài ta.
hôm nay nó không có cảm giác là đúng ghe mình em ơi. Ăn luôn đây, 3 đánh 2 chơi luôn. Ăn dê mà. Ăn con dê này, ăn con dê nhỏ chứ nè. 3 đánh 2 mà chơi luôn đi. Còn Violet sắp hết máu rồi nè. Nó nhảy không qua tường rồi. Ơi. Chiêu nó nhảy qua tường rồi mà. Thua bạn luôn á. Nó rất là trâu luôn à. Ai, pha đó mà chiêu đừng không cái. Đừng nó nhảy qua tường mà bạn ulti nó chi vậy chiêu. Đó đi hết đi, lính nào là vào nha. Kìa, chung kìa. Má, bằng xưa không kịp. Rồi con ta ra nó dưới nó làm mưa làm gió dưới rồi kìa. Thì hôm nay mình quýnh 4 trận này, thua hết 4 trận rồi. Giờ mình cũng hết lời nào để nói nổi ra anh em ơi. Thì cũng rất là khó khăn luôn. Rất là buồn luôn anh em ơi. Lấy chủ á, tôi tăng chủ cho bạn lấy. Cái gì vậy? Trời vậy ơi, bạn ơi, cái gì vậy ta ơi? Về yeah, đây ơi. Bắt chú hai chắc. Vô giết. Chụp lên kia cũng mất nữa rồi. Thiếu người nha, biết rồi. Ăn được này, ăn luôn đi. Về. Yeah.
Cái gì mà nó núp ở đó hoài ta? Ta một sao thiệt là khổ luôn á. Thôi lên giáp đi. Thôi lên giáp đi. Lên cái gì giáp kia. Về luôn rừng này. Về không được. Hôm nay cái cảm giác của cái game này nó không win không có được anh em ơi. Trời ơi, con mít này nó hay vậy. Trời ơi, hết trơn nha. Thiệt tình. Pha nó hết trơn chiêu. Rồi, A Thun chết ngắt rồi nè mày. Là ra với hát ra gà chết luôn. À, già khó chơi quá. Con tay ga này nó làm gì, làm mưa làm gió hoài hả ta? Nó quá mạnh nè. Căng hông nổi. Éo, hồi cuối căng hết. Tôi biết xuống nè. Vừa hồi chưa hay nè. Chết thật chân luôn. Vậy mà UT đi đâu không biết nữa, thiệt tình chứ. Nó lên xe gia đấy. Đó. Nó nhờ mục tiêu quá trời luôn nè, lên xe gia giống nhau nè. Yêu lên xe gia là yêu nó hai thằng dưới rồi. Lão hả mày? Rồi xong luôn.
Có chơi thiệt. Ngọc chết luôn. Vô chữ thua luôn, vô chữ năm luôn. Khổ thiệt chứ. Thua. Đội hình thua quá trời. Tay ra với con ngay Aya nó vô nó càng quá trời. Nó cũng được. Hôm nay like 7 trận, thua hết 7 trận. Ủa 6 trận thua hết 6 trận luôn anh em ơi, thiệt tình khổ quá, khổ quá. 6 trận thua hết 6 trận luôn anh em ơi. Năm trận thua hết 5 luôn à. Quýnh con nào cũng thua hết trơn luôn. Khổ thiệt. Chịu dân lên full phép hả? Chịu dân lên full phép làm sao full được? Chịu dân lên full phép là chủ sáu luôn á. Cầm giếp đi bạn ơi, cầm giếp đi. Lấy cái danh này, nó không lấy nào không? Chịu dân mà lên full phép á thì chịu luôn. Để tôi SP cho. Chúng ta này sắp đang lớn rồi. Ủa, không,
đổi phù hiệu đi, phù hiệu mấy chặng mát, không rõ ràng mấy đi. Chặng nào hết trơn anh em ơi, thiệt khổ quá. Mạnh sốc đam cho mạnh. Thua gì mà đầu mùa tới cuối mùa luôn. Đúng rồi. Phù hiệu điện kim nó yếu. Sau này sốc đam có chết. Đổi phù hiệu đi. Rồi trận này trận thứ 7 anh em ơi, chuỗi chuỗi 7. Thì trận này là trận thứ 7 là chuỗi 7 luôn anh em ơi. Chắc trận này vô 7 luôn rồi. Thì hôm nay like trận nào cũng bị thua hết trơn vậy. Thì các bạn khổ luôn. Thì vô nổ với tên nổ với tên bạn cái đây. Rồi mình tắt mic đi anh em ơi. Thì giờ sớm giờ mình không có nổ thì chẳng này mình nổ với tên bạn cái đi. Thì cái trận đấu này là trận thứ 7. Xong luôn. Thiệt. Chán thiệt chứ. Né không kịp luôn á. Làm gì vậy? Chón ai vậy? Chạy đâu mất tiêu hết trơn rồi.
trúng tem nữa rồi. Sụp bọt hay đi đâu vậy trời? Về ngã xu nó bắn cái là chết luôn. Tính lấy cái trụ mà lấy không được luôn. Rồi chết luôn. Hai mạng. Thiệt tình. Không đánh lại nó luôn. Cái gì mình làm không được cái gì luôn á trời. Destroyed a tower. Rally for a team fight. Sky high.
không giết được ai chứ vậy. Trời ơi, nó bắn ai kìa. Ôi, khó chơi thiệt. Cái gì đâu mà không bốn luôn rồi, không bốn rồi. Trời ơi, chết tôi rồi. Chết tôi rồi, chết tôi rồi. Khổ tôi quá rồi. Đi không được luôn. Cái gì mà cái điện thoại đi không được luôn à. Thiệt là khổ thiệt. Không lẽ mình đổ thừa chứ hôm nay cái mạng nó rất là yếu luôn anh em ơi. Ra nó đập đập kiểu này đây sao kiểu nổi. Video nó ra nè. Khó xa vậy. Bị cái con ngộ không này hoài ta. Bị cái con ngộ không này hoài ta. Thì phải giết nó lại chứ làm cái gì bị nó gình nó ăn hoài luôn thì không hiểu nó luôn á. Thì nó có chiêu tàng hình anh em ơi. Thì mình cũng thua nó cái thì mình cũng miết nữa. An ally
Giết nó luôn, nó hết máu hết trơn rồi. Trời ơi, ông Alan tôi thiệt, nó hết trơn máu rồi, thua luôn rồi. Thì chủ này chủ 7 anh em ơi. Rồi, trận đấu hôm nay buổi lại hôm nay kết thúc anh em ơi. Thì chào tạm biệt anh em, thì hẹn anh em cái buổi lại tiếp theo.